thì nó bị giỏi gì, nó không có nghiên cứu gì chứ. Hello bạn, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái lỗi mà cài driver máy in Holywell ha, mà nó cứ chớp đèn xanh thôi chứ nó không in ra. Thì mình sẽ mở cái tool này lên nha. Mở cái tool này lên xong mình sẽ kết nối vô máy in nha. Thì tùy theo mình đang cắm cổng nào thì mình sẽ kết nối bằng cổng đó. USB, Ethernet gì cũng được nha. Đây con của mình là con Honeywell PC42 Blade nha. Rồi chọn OK. Rồi chọn là xong, chọn xong rồi chọn Write này nha. Đó, để cho nó đọc dữ liệu lên. Thì mình sẽ chỉnh cho phần này nha bạn. Thường thường là nó sẽ để cái chỗ này, nhưng mà mình sẽ chỉnh lại chỗ này mới đúng nha. Để lại cái chế độ này nha. Và cái này là độ đậm nè, thì thường để khoảng sáu mấy 70 là được đó. Mình chỉ cần chỉnh hai cái này thôi. Giờ mình chọn Write lại nha, chọn cho ghi xuống. Rồi mình có thể bấm in test ở đây nha bạn. In test đây là nếu mà nó ra chữ được in được là OK. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.